biên bản giao hàng. Thôi nãy 1 triệu nó thử hết rồi. Rồi. Ủa khoan chưa. Tách mặt bích. Trời ơi. Lấy cái thùng này đây. HB 1481 thương hiệu TL3. Không biết. Cái đó trẻ mà đó. Gắn vô đi em. Chắc trời đông quá. Đông quá không có đi được. Mỗi cái nó có cho thêm một cái phụ kiện này. Rồi bóp đi. Lè lưỡi ra. Nó giống như rồi. Vỗ tất cả hai bên. Rồi đóng lại thử cái kia đi. Đừng chạy của người ta. Bỏ vô cái đó trước đi. Cái chừng nó cái kia nó ấy nó lật xuống á. Cái chừng nó lật xuống á. Kiểm tra tài khoản ngân hàng nha. Rồi, tắt máy mới vô được. Rồi thử cái thứ hai. Rồi xả đi. Ok. Biên bản trong hàng thôi chứ quá đơn làm gì. Mới gặp bà đây thôi mà đúng không? Bà mới giao mấy cái nước đây luôn mà đâu có lâu đâu. Mới đây là con bả giao chứ không phải là bả. Là chắc là lúc đó là mệt rồi đó. Ở bên đây cái tay bom nè, tay bom để ở đây.